Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến giao lưu hôm nay là đường Võ Văn Kiệt của thành phố Cần Thơ. Xin mời các bạn vào bên trong nha, xin mời. Chào Tôn ấy. Chào anh Hà, mến chào các chú bác và anh chị em. Rồi. Hôm nay là ngày 10 tháng 2, em có đem về ba mấy cái phôi để giao lưu các chú bác và anh chị em. Rồi, ok. Cũng thành thật cảm ơn các chú và các bác và anh chị em từ lâu ủng hộ em. Cây số 1. Rồi, như vậy là số chương trình phí ship. Số điện thoại em là 0984307139. Phí ship bao ship. Rồi, ok, số 1. Cây số 1. Cây số 1, cái máy xuồng mà con. Phôi mai xù nha mấy anh. Dạ, xù khoảng 30% trở lên nha bà con. Rồi, ok. Chỗ nào có xù chỉ ha. Dạ, cây này có dán thú bà con. Nguyên cái bệ đế thú đằng sau luôn nha bà con. Đây là những cái xù nha bà con. Đây. Đây là những cái xù. Ok. Dạ. Đây là những cái bớt xù nữa nha bà con. Nó dài dài, đây là những bớt xù nó búp hết nha bà con. Đó. Cây này có dán thú bà con. Thú luôn. Đi gành gách đều không bà con. Em này là mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1 của ngày 10. Mã số 1. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Rồi, ok. Thông số của số 1 luôn. Năm mươi bốn hoành thân. Rồi, 54 mấy anh ơi. Ok. Chưa. Để mình cho bà con xem đi. Rồi, thẳng đứt dây luôn, ok luôn. Chiều dài của cái mình thú là 39 nha bà con. Rồi, 39, ok. Tổng chiều độ dài của cái bầu là 67 nha bà con. Rồi, 67. Cái chiều ngang là 60 nha bà con. Rồi, 60 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 64 rồi bà con. 64. Lên trên rất dốc ngọn bà con. 17. Rồi, 17, ok. Mã số 1 này giao lưu bà con giá 16 triệu. 16 triệu nha mấy anh. Mã ngày số 1. 10. Mã số 1. Mã số 1. Rồi, ok, rồi đổi luôn, số 2 lên. Số 2 mấy anh ơi. Mã số 2. Số 2. Mã số 2 có dán thú nữa nha bà con. Rồi, tròn vòng luôn. Số 2 mấy anh ơi. Thôi mấy vàng. Rồi, ok. Hoành thân 39 bà con ơi. Rồi, 39. Tổng chiều dài ra tới cái cành này thì là 50. Rồi, 50. Dài lên cái cành trên này là cành chủ trên là 55. Rồi, 55. Đế nó nôm sâu lên được 19 nha bà con. Ok luôn. Cây này đế rất lực nha bà con. Mã số 2 giao lưu bà con 6.200.000. 6.200.000 miễn phí ship mấy anh ơi. Mã số 2. Số 2. Rồi, đổi luôn. Tiếp theo. Số 3.
ngã số 3. Số 3. Số 3 mấy anh ơi. Số 3 cây này xù da men bà con. Để nôm cắt sâu bà con. Chi gành đi không bà con. Nếu bà con muốn về, bà con nếu muốn chơi nó có hai cách, một là chơi chi gành, hai là bà con cắt ngay đây, cắt cục này lại làm hồi gì đây bà con. Ok. Đóng góp cho bà con vậy thôi. Mã số 3. Số 3 mấy anh ơi. Ngày 10 tháng 2. Hoành thân 21. Rồi ok. Cao. Tổng chiều cao là 52. 52. Cây này nó vô chậu 4 không bà con? Chậu số 4. 4 tấc. Rồi mã số 3 giá luôn. Mã số 3 này giao lưu bà con giá 1.800.000 mã số 3. 1.800 anh ơi, mã số 3. Rồi đổi luôn, tiếp theo. 4. Đúng rồi, xì. Nghe nó còn cây số 5 với cây số 7 à. Số 4 anh ơi, mã số 4. Mã số 4 anh ơi. Mã số 4 ngày 10 tháng 2 đế nôm nha bà con. Đế nôm luôn. Cây này ghép vô khoảng 6 bon nha bà con. Hoành thân 27. Rồi 27 ok. Cao. Tổng chiều cao là 43. 43. Rồi ok luôn. Cái đế nôm được lên 10 nha bà con. Cây này giao lưu bà con giá 1.300.000 mã số 4. 1.300.000 mã số 4 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, đổi luôn, đổi luôn. Theo. Số 5. Mã số 5. Số 5 xoay luôn. Xoay luôn, xoay luôn. Mua số 4 với số 5 là một cặp bà con ơi. Mình cắt lại lùng lực luôn nha bà con. Mình cắt xuống khúc này làm lùng lực luôn bà con ơi. Mã số 5. Mã số 5 mấy anh ơi. Mã số 5. Số 5 xoay luôn, xoay luôn. Xoay luôn. Hoành thân 33. Rồi 33. Cao. Tổng chiều cao là 70. 70 luôn. Nếu mình lấy tới chỗ này là chiều cao nó được 3 tấc 8. Nếu mình lấy tới đoạn này. Ok. Đó là mình làm lùng lực thì được 3 tấc 8. Cây này vô chậu 4 rồi bà con. Chậu số 4. Cây này có giá 1.500.000. 1.500.000 mã số 5 anh ơi. Rồi đổi luôn, tiếp theo. Số 6. Mã số 6. Mã số 6 có văn thú nè bà con. Quái thú bà con, cây này xù da men bà con, cây rất mạnh. Mã số 6. Mã số 6 anh ơi. Số 6. Rồi thông số 21 hoành thân. 21 mấy anh ơi. Rồi, tổng cao. Chiều cao là 31. 31. Tổng chiều dài của gián thú là 24 rồi bà con. Rồi 24 ok. Tổng chiều dài của cái bầu là 42. 42 luôn. Tổng chiều ngang là 26. 26. Rồi ok, số 6. Số 6 này có một giá 1.900.000 bà con. 1.900.000 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn. Theo số 7. Số 7.
Cây này bông xe lùng lực nhưng bà con còn chưa được cắt nha. Cái chỗ này mình cắt hơi thấp xuống chút nha bà con. Đó, cho nó cân đối, bên này cũng vậy, để chừa cho bà con thì sở thích. Đế rất lực nha bà con. Mã số 7. Mã số 7. Ngày 10 tháng 2. Số 7 nha mấy anh. Hoành thân 25. Rồi, 25 ok. Tổng chiều cao là 34. 34. Rồi. Rồi, em này số 7. Số 7 này có giá 1.500.000 bà con ơi. 1.500.000 mấy anh ơi, số 7. Rồi. Số 7. Số 8 lên. Số 8. Mã số 8 là hình giống ốc trên bà con ơi. Mã số 8. Ngày 10 tháng 2. Đây chỗ này xoắn nhiều con ốc nha, trên này như râu con ốc nha bà con. Số 8 nha mấy anh. Mã số 8. Vâng. Rồi ok. Hoành thân 21 bà con ơi. Rồi 21 mấy anh ơi. Chỗ cái tròn này mình đo cách sao cho bà con tham khảo ấy. Đó mình đo làm gì đi. Chỗ cái tròn của ốc sên này là 33 nha bà con. Rồi 33 mấy anh ơi. Tổng chiều cao là 33 luôn bà con ơi. Rồi 33. Rồi. Cây này có giá 1.600.000 bà con ơi. Rồi số 8. Số 8 em anh. Rồi ok đổi luôn. Số 9. Số 9. Mã số 9. Số 9. Số 9 nha mấy anh. Mã số 9. Đế nôm nha bà con. Đế nở nha bà con. Đế nở. Đây hoành thân 16. Rồi okay. Nhưng mà chỗ này nó là bự nha bà con. Đây. Ở đây là 27 luôn đó nha bà con. Rồi 27. Cao. Tổng chiều cao là 47. 47 luôn. Rồi ok. Cây này vô chậu 4 tấc nha bà con. Chậu 4 tấc. Mã số 9 này có giá 1.500.000 bà con ơi. 1.500.000 mã số 9 anh ơi. Rồi đổi luôn tiếp theo. Rồi số 10. Số 10. Mã số 10 hình cũng như con sáng ốc nữa nha bà con. Số 10 nha mấy anh. Số 10. Chi gành khá đều không bà con. Mã số 10. Số điện thoại là 0984307139 nha bà con. Số 10 ngày 10 luôn bà con ơi. Số 10 mấy anh ơi. Những cây này mình tạo dáng bông sai lùng lực rất đẹp bà con ơi. Hoành thân là 20. Rồi 20 mấy anh ơi. Chỗ hình sáng ốc này đôi bà con luôn nha. Chỗ cái cũ, cái cục này là nguyên cái cục tròn là được 37 nha bà con. Rồi 37 mấy anh ơi. Chiều cao. Tổng chiều cao là 52. Rồi 52 ok. Cây này có giá 1.700.000 bà con ơi. Mã số 10. Mã số 10 1.700. Rồi đổi luôn. 11. Mã số 11. Mã số 11 rất nha mấy anh. Bà con bông khai lùng lực rất đẹp, chi cành đều bà con. Mã số 11. Mã số 11. Mã số 11 mấy anh ơi. Rồi thông số luôn. 20 hoành thân. Rồi ok.
chỗ cái cục nở này là 32 nha bà con. Rồi 32 cao. Đúng là đo hoành thân chỗ dưới này nè, nhưng mà đo vậy thấy kỳ, thử đo trên cái cổ nè bà con. Tổng chiều cao là 37 ok luôn. Dạ chút ra lấy hàng em. Mã số 11 này có giá 1.600.000 bà con ơi. 1.600.000 11 mét ơi. Rồi đó. Theo. Rồi 12. Mã số 12. Mã số 12. Mã số 12. Ngày 10 tháng 2. Xù khoảng 90% nha bà con. 90%. Đây, nó chỉ có chút xíu từ cái này trở lên là không xù thôi. Đổ dưới xù nha bà con. Tại vì cây này á, là để nguyên si xù cho bà con. Để về nó lên, chứ nếu như trà ra nó vàng quét luôn thì về nó chậm cho phát triển xù trở lại nó bị chai. Rồi, nguyên si luôn, nguyên si, hàng đóng gói. Thử bà con thấy nó lì lì, nó đang đang vậy đó. Tức là chắc ra là cây xù còn nguyên si, không có chùi. Hoành thân 25. Rồi, 25 mấy nơi. Cây này rất có duyên nha bà con. Tổng chiều cao là 32. 32, rồi. Cây này mình cái chậu mình vô khoảng chậu 35-40 nha bà con. Chậu 40. Cây mã số 12 này giao lưu bà con giá 2.800.000 mã số 12. 2.800.000 con mai xù mấy nơi. Rồi, đổi luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi 13. Mã số 13 có văn thú nha bà con. Mã số 13. Những cái dòng cây quái quái không nha bà con. Ngày 10 tháng 2. Đế đẹp nha bà con. Đế lực 13 em anh. 13. Cây này ngày xưa có sắp rễ nha bà con. Hoành thân 16 bà con ơi. Rồi 16 mấy anh ơi. Okay. Cái củ đế cây này đo cho bà con tham khảo nha bà con. Đây mình đo vòng như vậy thôi là nó cũng 36 nha bà con. Đó. Rồi 36 ok. Cao luôn. Tổng chiều cao là 30 nha bà con. 30. Cây này mình cũng vô chậu 4 nha bà con. Chậu số 4. Mã số 13. Rồi giá luôn. Giao lưu bà con giá 1.300.000 mã số 13. 1.300.000 mã số 13. Rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo. Mã số 14. Mã số 14. Mã số 14. Ngày 10 tháng 2 nha bà con. 10 tháng 2 mấy anh ơi. Ok. Mã số 14. Cây này cũng quái nha bà con. Mã số 14. Hoành thân là 21. Rồi 21. Chiều cao. Tổng chiều cao là 34. Rồi 34. Ok. Cây mã số 14 này có giá 1.700.000 bà con ơi. 1.700.000 mấy anh ơi. 14. Rồi đổi luôn. Rồi 15. Xây đi ấy, xây đi Ngọc. Mã số 15. Mã số 15. Cây này cũng có 1% thụ không bà con? Rồi, có cái dù lạ lạ đây, cái thân nó quấn quấn cũng như mấy đường. 1% thụ thôi, búp búp thôi. Mã số 15 này đế đẹp nha bà con. Mã số 15 mấy anh ơi. Hoành thân 30. Rồi 30. Cao của em. Tổng chiều cao 1m đúng bà con ơi. 1m luôn. Rồi. Cây này cũng vô chậu 4 tách không bà con. Mặt chậu 5. Rồi cây này giao lưu bà con giá 2.300.000 bà con ơi. 2.300 mấy anh ơi. Mã số 15. Rồi ok đổi luôn. 15, 10, 16. Mã số 16. Mã số 16.
đế nôm nha bà con, đế đều hết nha bà con, tại vì không có móc sâu nha bà con, đây nôm ra nếu móc sâu nôm còn sâu nữa bà con ơi. Mã số 16, mã số 16 ngày 10 tháng 2 10 tháng 2 mã số 16. Ok, cho thông số luôn. Hoành thân 32 bà con ơi. Rồi, 32, cao. Tổng chiều cao là 82 bà con ơi. 82, rồi. Rồi, cây này có giá 2 triệu 500 ngàn bà con ơi. 2 triệu 500 ngàn. Mã số 16. Rồi, đổi luôn. Rồi, 17 lên. Mã số 17. 17. Mã số 17. Mấy anh ơi, 17. Đế đều đẹp nha bà con. Hoành thân 31. Rồi, 31. Tổng chiều cao là 90. 90 luôn, rồi. Cây này vô chậu 5 nha bà con. Chậu số 5. Rồi, cây này có giá 2 triệu 400 ngàn bà con ơi. 2 triệu 400. 17. 17. Rồi, 18. Mã số 18. Số 18. Cây này rất già cây nha bà con, mã số 18. Ngày 10 tháng 2. Cây này nó có bị hai lỗ nha bà con, một lỗ trên thành đá hết nha bà con. Đây nó rất cứng nha bà con. Đó nó sành hết rồi. Trên đọt này một lỗ nữa. Đó. Đế các điều đây để cho bà con yên tâm cưa cái mặt cưa cho bà con xem ha. Đây để cho bà xem, bà con xem cây vẫn còn tươi tốt. Đây. Ok. Vẫn tươi tốt khỏe mà đàng hoàng nha bà con. Mã số 10. 18. Số 18. Ghi cành đều nha bà con. Hoành thân 36. Rồi, 36 anh ơi. Cao. Tổng chiều cao 61. 61 rồi. Đây những cái lỗ thành sành hết nha bà con, thử ra mình không sợ nha bà con, nó thành đá hết rồi. Giá 4 triệu đồng bà con ơi. 4 triệu, mã số 18. Rồi đổi luôn, rồi. Rồi 19. Đây nếu cây đó mà nó không bị những cái lỗ đó, cây đó nó khoảng từ 6 triệu nha bà con. Mã số 19. Rồi 19 anh ơi. Mã số 19. Tháng 2. Cây này chi cành cũng khá là đều nha bà con. Đây nếu bà con á, muốn giật lùng nữa thì mình cắt lùng lùng xuống nha bà con. Đó, mình giật lùng xuống thì cắt lùng lùng xuống chút nữa. Cây này nó cũng đã có những cái dấu xù nha bà con. Nhưng mà cái kết thôi. Cây này sau này nó sẽ xù. Hoành thân 44 nha bà con. Rồi 44. Đế cũng khá tương đối bà con ơi. Tổng chiều cao là 53. 53, ok. Cây này vô chậu 6 bà con. 6 tấc. Rồi cây này giao lưu bà con giá 2 triệu 500 ngàn. 2 triệu 500 mấy anh ơi. 2 triệu 500 rồi đổi luôn. Rồi tiếp theo 20. Mã số 20 mấy anh ơi. Số điện thoại em là 0984307139 nha bà con.
ở số 20 ngày 10 tháng 2 rồi đó. Mã số 20 nha mấy anh. Mã số 20 Hoàng Thăng 31. Rồi 31. Ok. Chiều cao. Bản chiều cao là 64. Cây này vô chỗ 6 bà con. Mã số 20. Rồi mã số 20 giao lưu bà con có 2.100.000. 2.100 mấy anh ơi. Rồi đổi luôn, đổi luôn. Tiếp theo. Số 21. 21 là một con mai xù nữa nha bà con. Mã số 21. Mã số 21. Mã số 21. Rồi, thông số của em luôn. Hoành Thăng là 24. Rồi, 24. Tổng chiều dài của cái cành phóng là 74 rồi bà con. Rồi, 74 mấy anh ơi. Thì nếu bà con muốn chơi cái cành phóng này chơi, không chơi bà con cắt lại. Đó, bà con có thể cắt lại ngay đây. Thì mình cắt cái này, mình lên mình làm cái độc thủ rồi bà con. Mình giật giật mấy này xuống, cắt cái thay nhắm nhỏ lại mình làm độc thủ rồi con. Đó. Cắt ngay cái tay này mình dựng lại cái độc thủ rồi con. Mã số 21. Mã số 21 này có giá 2.200.000 bà con ơi. 2.200. Rồi ok, đổi luôn, tiếp theo. 22 lên. Mã số 22. Cành đều không bà con? Chi cành đều luôn. Mã số 22. 22. Ngày 10 tháng 2. Đây nghe bà con, cái rễ này thì bà con muốn để. Tại vì đây nó cái rễ nó rất lớn nha bà con. Rồi. Nó mọc ngón mấy tay bà con. Đây nó cũng có rễ lớn nhưng tại để cho bà con gì thì bà con muốn cắt để thì. Ok luôn. Đấy 24 giờ nha bà con. Rồi 24 giờ mấy anh ơi. Hoành Thăng là 32 bà con. Rồi 32. Cây này vô chỗ 7 bà con. Tổng chiều cao là 99. 99. Rồi. Cây này có giá 3 triệu bà con ơi. Mã số 22. 22 3 triệu mấy anh ơi. Rồi đổi luôn mấy anh ơi, đổi luôn. 23. Mã số 23. Mã số 23. Cây này có một cái cục ngay đây nha bà con. Một cục bú nổi cái cành này luôn nha bà con. Thì có chi cành đều. Thử để cho bà con muốn cắt lại bà con làm thì đó bà con làm. Tại chi cành đều. Có một cục bú nha bà con. Cây này thấy là bú này nó xù me nha bà con. Nguyên cục bú này xù me. Đây đo chỗ cục bú cho bà con. Là 23 cục bú nha bà con. 23. Tổng chiều cao là 34. 34 luôn. Cây này vô chậu 3 nha bà con. Chậu 3 lục giác cho nó đẹp bà con. Đầu ơi, số này. 3 luôn. Rồi ok, giá. Mã số 24 có giá 1.200.000 bà con ơi. 1.200.000. Mã số 24. Ngày 10 tháng 2. Do hôm nay có trời mưa lâm râm nha bà con. Tiếp theo. Chữ helium. Helium. Mã số 24 có giá 1.200.000. Rồi 25. Mã số 23 chứ. Có nhiều rồi. Cái đó là mã số 23 bà con. Ghi lại coi có lộn ghi lại đi. Có sự nhầm lẫn chút xíu mấy anh ơi. 23 bà con. Mã số này là 24 nha bà con. Rồi em này 24 nè. Ngày 10 tháng 2. 10 tháng 2. Mã số 24. Mã số 24 nha mấy anh.
Nói chung cái rễ này để thì để, không để cần thiết, có cảo xuống chút nha bà con, thì về tùy bà con, muốn cắt thì cắt, không cắt thì bà con về cảo tiếp. Rồi đây thì mình đẩy xuống nó liền hết trơn rồi, cây mai nó rất mạnh bà con ơi. Hoành thân 40 nha bà con. Rồi 40. Tổng chiều cao là 50. 50 luôn. Cây này vô đậu 8 nha bà con. Chậu 8 tấc. Rồi cây này giao lưu bà con mình giá 3 triệu đồng bà con ơi. 3 triệu mấy nơi, 3 triệu. Số 24. Rồi đổi luôn em. Rồi 25 lên. Số 25. 25. Số 25 có dán siêu hồi đầu không bà con? Nó cũng có một cái cục u nổi lên đây ngay đây rất quái bà con. Số 25. Số 25. Ngày 10 tháng 2 bà con. 10 tháng 2 luôn. Rồi ok. Số 25. Số 25. Ở đó ở đây đi, để đo ngay cục gu nó lớn lắm. Hoành thân 20. Rồi 20. Nếu đo ngay cục gu này nha bà con thì nó được 24 nha bà con. Rồi 24 luôn anh ơi. Tổng chiều dài là 28. Rồi đế nó nôm các cái nha bà con. Cây này mình vô chỗ 3 tấc rưỡi. 3 tấc rưỡi. Chỗ lục giác nha bà con. Cây vô chỗ lục giác nhìn nó thấy hay. Rồi 25 mấy anh ơi. Cây này 25 có giá 1.600.000 bà con ơi. 1.600.000. Rồi đậu đổi luôn, phụ luôn. Tiếp theo 26. Mã số 26. Cây này quái nha bà con. Về mình làm lại bông sai lục lực nha bà con. Mã số 26. Mã số 26 nha mấy anh. Mã số 26. Ngày 10. Ngày 10. Tháng 2. Hoành thân 18. Rồi 18 anh ơi. Tổng chiều cao 29. Rồi 29. Cây này vô chậu 3 tấc rưỡi bà con. 3 tấc rưỡi. Cây này có giá 1.300.000 bà con ơi. 1.300.000. Ở số 26. 26. Rồi tiếp theo. Mã số 27. 27 luôn mấy anh ơi. Cây này bộ đế rất quái bà con. Rất thật. Động rễ nó từ giá 13, 14 không đó nghe bà con. Di gành đây đều nha bà con. Cây này có dáng siêu nha bà con. Siêu luôn. Mã số 27 nha bà con. 27 mấy anh ơi. Hai mươi bảy. Rồi xây luôn. Thông số của em. Hoành thân 26. 26 nha mấy anh. Rồi cao luôn. Tổng chiều ra là 5 tấc 7. Rồi ok. Cây này có giá 2.200.000 bà con ơi. 2.200.000. Số 27. 27. Mã số 28. Những cái vết đỏ này là tại vì chấm cây để cho anh em bứng nha bà con. Tại vô mình lựa cây cho anh em tao bứng nha bà con. Mình làm dấu bà con ơi. Mã số 28. 28 anh ơi. Ngày 10 tháng 2. Số điện thoại em là 0984307139. Cây này có dáng siêu không bà con? Khôi mai vàng mấy anh ơi. Khôi mai vàng. Hoành thân 21. Rồi 21. Cao luôn. Chiều cao là 43. Ok. Cây số 28 này có giá 1 triệu đồng nha bà con. 1 triệu chẳng mấy anh ơi. Mãi số 28. 28. Rồi đổi luôn. 29 lên.
Tiếp theo là 29. Mã số 29 tới Giáng Siêu mà bà con. Tại cái rễ này chứ rất hay nha bà con. Nó đi đúng theo cái hướng dáng cây của cây siêu mình nha bà con. Rồi. Cây này mình có thể mình trồng xuống chút xíu gì cũng được. Xe luôn, xe luôn. 29 mấy anh ơi. Ngày 10 tháng 2. Rồi, xe luôn, xe luôn. Rồi, ok. Hoành thân 23. Rồi. Tổng chiều cao là 59. 59 luôn. Có giá 1.500.000 bà con ơi, mã số 29. 29. Rồi, tiếp theo. Mã số 30. Những hai cái gọng rễ này thì bà con muốn để, bà con không để được, tại trong này nó có rễ mà con. Những gọng rễ trên này bà con muốn cắt cắt muốn để à. Ở trong nó gói nguyên một cái củ đế trong nó rất tròn nha bà con. Đây là những cái rễ nằm trong. Đây. Bên này cũng có những cái rễ nằm trong bà con. Đây. Đó, đây nó nguyên một cái cục trứng ở đây nè. Nguyên cục trứng nuôi ở đây rất lớn nha bà con. Đây mã số 30 phải không? 30 mấy anh ơi. Ngày 10 tháng 2. 10 tháng 2. Cây này xù me bà con. Xù me luôn. Hoành thân 22. Rồi, 22. Chi cành đều lắm nha bà con. Mau chơi lắm. Tổng chiều cao 50. Rồi 50. Xoay luôn. Cây này có giá 1.600.000 bà con ơi. 1.600.000 nha mấy anh. Mã số 30. 30. Rồi đổi luôn. Tiếp theo. 31. Hôm nay là có 31 thôi nha bà con. Mã số 31. 31. Không sai, cái này làm mình làm cái lùng lực nha bà con. Đế nó rất đẹp, cụ đế nôm rất đẹp nha bà con. Đế nở rất có duyên. Ba mươi mốt thông số luôn. 19. Rồi 19. Tổng chiều cao là 31. Cây này được vết xù ở đây nha bà con. Đây những bên đây là nó nít, sau này nó sẽ xù chảy, đây thì xù chảy nha bà con. Rồi giá cây này giao lưu bà con giá 1.300.000. 1.300.000 mã số 31. Mã số 31. Rồi đã cuối video, chào bà con các bạn ơi. Mến chào các chú, các bác và anh chị em. Rồi. Giờ hôm nay là vào ngày 10 tháng 2 có đem về 31 phong ai. Rồi. Giao lưu các chú, các bác, anh em và anh chị. Thôi thành thật cảm ơn các chú, các bác và anh chị em từ ủng hộ em bằng một sự chân thật. Thì nếu chung mà làm ngày này thì nếu em có sơ sót gì thì mong các chú, các bác và anh chị em thông cảm bỏ qua. Nhiều khi các anh chị có nhắn tin thì em trả lời không kịp thì mong các anh chị thông cảm cũng đừng buồn. Rồi mong anh chị nào thì cứ trực tiếp điện thoại thì nó nhanh hơn. Rồi ok. Rồi cảm ơn. Rồi tạm biệt luôn, hẹn gặp lại.